Kính thưa quý vị, vừa rồi là tin tức trong ngày. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục talk show của chúng tôi. Và trước khi bắt đầu chương trình thì xin mời quý vị cùng xem qua một đoạn video ngắn ngay sau đây. Tôi thì tôi chỉ sử dụng một vài bước đơn giản thôi, như là sử dụng sữa rửa mặt, serum, lotion. Tại vì đi làm về thì nó cũng không có nhiều thời gian để mình chăm sóc đầy đủ các bước. Theo tôi biết thì cách chăm sóc da và nuôi dưỡng da đúng cách, thứ nhất là mình phải làm sạch da, sau đó thì dùng toner để cân bằng da, rồi serum dưỡng ẩm và kem dưỡng ẩm, có thể đắp mặt khoảng 1 tuần 1 đến 2 lần. Theo tôi, dưỡng da đúng cách là áp dụng các bước chăm sóc và dưỡng da khác nhau qua từng bước khác nhau và áp dụng theo cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ. Theo bản thân tôi thì là tôi vẫn chưa áp dụng những cái bước chăm sóc da đúng cách, vì tôi là con trai nên là tôi thường chỉ sử dụng sữa rửa mặt thôi. Kính thưa quý vị, qua đoạn video vừa rồi thì chúng ta cũng thấy hiện nay có rất là nhiều vấn đề xoay quanh việc chăm sóc và nuôi dưỡng làn da, và làm thế nào để chúng ta có được một làn da mịn màng, một làn da đầy sức sống, và phương pháp nào sẽ là phương pháp tối ưu cho tình trạng này. Thì đến với chương trình ngày hôm nay, chương trình tiêu dùng 24/7, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ đến với chúng tôi hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu đến với trường quay ngày hôm nay Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Diệp, trưởng phòng khám da liễu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 2. Và xin được trân trọng giới thiệu chị Nhâm Dương Trúc Quỳnh, giám đốc thương hiệu Mio Skin. Xin được cảm ơn chuyên gia và chị Trúc Quỳnh đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa chuyên gia, sau khi mà chúng ta theo dõi đoạn video vừa rồi thì cũng có thể thấy là cái việc mà chăm sóc một cái làn da tưởng chừng như là rất là đơn giản, nhưng mà không phải ai cũng có thể hiểu và thực hiện được đúng cách. Vậy thì theo như đánh giá của chuyên gia thì về việc chăm sóc làn da của các chị em phụ nữ hiện nay như thế nào ạ? Theo tôi nghĩ thì hiện nay cái cách bảo vệ và chăm sóc làn da chị em phụ nữ thì cũng có những chị em mà mình biết cách chăm sóc đúng cái làn da của mình, nhưng mà cũng có chị em thì mình cũng chưa biết. Thì chưa biết ở đây thì nó gồm hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta không biết hết là để chăm sóc làn da thì cần phải có những cái bước chăm sóc da hàng ngày như thế nào, tối thiểu phải có những cái bước thế nào. Và cái vấn đề thứ hai là chúng ta đã lựa chọn chính xác cái sản phẩm phù hợp với cái làn da của mình hay chưa. Vì vậy để mà chăm sóc da đúng cách ấy, thì bên cạnh những cái việc chúng ta cần có những cái bước tối thiểu để chăm sóc cái làn da của mình, thì chúng ta cần biết lựa chọn cái sản phẩm mà nó phù hợp với cái làn da của mình nữa. Đúng rồi, chúng ta cũng thấy là để có một cái làn da đẹp, tươi tắn này, mỗi ngày chắc chắn là đằng sau đó có một cái làn da khỏe mạnh, thì chúng ta phải có một cái bí quyết và những cái bước để mình có thể bảo vệ làn da của mình để có thể tươi tắn giống như là làn da của chuyên gia và làn da của chị Quỳnh. Vậy thì đặc biệt là tôi muốn hỏi chị Quỳnh, là một người khá là bận rộn với rất là nhiều công việc, vậy thì chị có cái bí quyết nào để có thể tươi tắn cái làn da của mình và duy trì nó không ạ? Bản thân tôi là một người khá là bận rộn nên mình cũng không thể dành quá nhiều thời gian để có thể chăm sóc da được. Ngoài cái việc mà giữ sạch da của mình ra thì tôi thường ưa chuộng những cái sản phẩm nào mà nó sẽ rất là tiện dụng mà vẫn có thể đảm bảo hiệu quả cho làn da của mình. Trước cái thực trạng hiện nay thì tôi cũng có câu hỏi muốn dành cho chuyên gia. Theo bác sĩ thì với cái thực trạng mà dưỡng da hiện nay á, để ra một cái sản phẩm mà tối ưu á, thì mình cần những cái tiêu chí nào? Để mà có một cái sản phẩm chăm sóc da tốt nhất thì trước hết chúng ta phải lựa chọn một cái sản phẩm tốt, thương hiệu hay là có cái những cái nguồn gốc nó phải rõ ràng. Chúng ta biết bây giờ trên thị trường thì những cái sản phẩm trôi nổi nó cũng rất là nhiều, và đôi khi những cái sản phẩm đấy có thể nó có cho những cái thành phần mà nó sẽ làm hại cái làn da của chúng ta. Bên cạnh đó thì phải biết lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó phù hợp với cái làn da của mình. Ví dụ như là mình đang bị mụn chẳng hạn, mà nếu chúng ta thoa những cái kem có thể rất là tốt đi, nhưng mà cái chất dưỡng của nó quá nhiều, nó sẽ làm bít những cái nang lông lại, thì như vậy nó sẽ làm cái tình trạng mụn của cái da của ta nó còn nặng hơn. Qua câu hỏi mà chị vừa dành cho chuyên gia vừa rồi thì chắc chắn là chị cũng đã muốn nhắc đến một cái sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu nào đó. Vậy thì không biết là chị Quỳnh có thể chia sẻ cho chuyên gia Kim Oanh cùng với quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm này không ạ? Công ty Mio Skin của chúng tôi đã nhờ viện nghiên cứu ở bên Hàn Quốc đưa ra được một cái sản phẩm mà vừa an toàn nhưng mà vẫn phải đảm bảo được cái hiệu quả của nó, và đặc biệt ở đây là tiện lợi. Thì Mio Skin là cái dòng xịt dưỡng tế bào gốc với chứa rất nhiều các thành phần mà gọi là tính chất quý hiếm, cũng như là những cái thành phần rất là an toàn tại vì nó chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Với cái sản phẩm này á, nó tiện lợi ở chỗ là mình chỉ cần xịt một thao tác thôi, và nó bổ trợ cho cái dưỡng da hàng người mình, tại vì nó là sản phẩm 5 trong 1, nó có thể thay thế cho cả toner nè, cho lotion,
cho serum, cho kem mắt cũng như là kem dưỡng ẩm. Cái đó là để đáp ứng được cái tiêu chí là mình sẽ phải chọn một sản phẩm mà có nguồn gốc rõ ràng. Đối với cái tiêu chí mà một sản phẩm phù hợp với lại làn da của mình thì là bên tôi là cũng để cho viện nghiên cứu của bên Hàn Quốc là họ phải nghiên cứu sản phẩm dành cho người Việt Nam với cái khí hậu ở Việt Nam, thì đó sẽ đưa ra được cái sản phẩm này thì nó cung cấp đủ ẩm cho những bạn mà da nhờn và nó sẽ bổ trợ được cho những cái bạn mà da khô. Thưa quý vị khán giả, qua những chia sẻ vừa rồi thì chắc chắn không chỉ riêng Kim Oanh mà đặc biệt là quý vị khán giả, nhất là các bạn khán giả nữ đã có cho mình những cái sự tò mò về dòng sản phẩm này rồi. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm này, Kim Oanh xin được mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Xã hội ngày càng phát triển, kèm theo đó là nhịp sống vội vã, con người cũng trở nên bận rộn hơn. Công việc của bạn quá bận rộn khiến bạn không có đủ thời gian, lười cho các bước chăm sóc da đầy phức tạp. Hay là bạn vẫn đang loay hoay trong việc chăm sóc sao cho đúng, lựa chọn dòng sản phẩm, mỹ phẩm nào phù hợp, an toàn, mang lại hiệu quả cho làn da của mình. Đây luôn là vấn đề được rất nhiều phái đẹp quan tâm, lo lắng. Lựa chọn dòng sản phẩm, mỹ phẩm mang nhiều công dụng, nhanh chóng, tiện lợi mà vẫn mang lại hiệu quả cao đang trở thành xu hướng được nhiều người tin tưởng, tìm kiếm hiện nay. Là bởi vì do công việc bận rộn, cũng không có nhiều thời gian chăm sóc và đi nắng thì nó sẽ bị những cái đốt tàn nhang như thế này. Thì tôi tình cờ tôi thấy cái sản phẩm New Skin ở trên Facebook và tôi có tìm hiểu về những cái công dụng của nó thì rất là vui, là bởi vì thích là một cái sản phẩm mà nó có 5 cái công dụng ở trong đó luôn. Thì nó rất là tiện cho mình, cho những người bận rộn. Cái công dụng đầu tiên mà tôi thấy thích là cái xịt nó rất là mát và nó làm cho cái làn da của tôi nó căng lên và nó có một cái sự đàn hồi, và những cái đốm mụn thì nó cũng lặn ẩn luôn. Còn về cái lớp tàn nhang thì mình cũng thấy nó mờ mờ đi từ từ. Thì tôi mới sử dụng đây được khoảng 10 ngày thôi mà tôi thấy một cái công dụng nó rất là rõ rệt. Thì tôi rất là hài lòng về cái sản phẩm này. Là sản phẩm đầu tiên và duy nhất mang công nghệ tế bào nhỏ vào một sản phẩm xịt dưỡng. Sản phẩm chứa nhiều tinh chất quý hiếm như tế bào gốc noãn thực vật, chiết xuất DNA cá hồi, nấm kim cương đen, rễ hoa mẫu đơn, rau má, mang đến dòng sản phẩm xịt dưỡng Mio Skin có công năng như một bức tường bảo vệ da một cách hoàn hảo. Sản phẩm giúp làm dịu da tổn thương, phục hồi da hư tổn, dưỡng ẩm, làm mịn màng, căng bóng và tràn đầy sinh khí bằng một bước đơn giản nhất, trắng sáng một cách tự nhiên, cải thiện và tái tạo da bị hư tổn sau nặn mụn và phục hồi da mỏng yếu do sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng gây nên, nâng cao và chống lão hóa. Sản phẩm có nguồn gốc từ Hàn Quốc, đảm bảo rõ nguồn gốc, chất lượng, an toàn, phù hợp với mọi loại da và cả nam giới. Với công thức tích hợp 5 trong 1, hợp nhất và thay thế hoàn toàn 5 bước dưỡng da cần thiết, bao gồm toner, lotion, serum, eye serum, kem dưỡng và một sản phẩm xịt dưỡng nhỏ gọn, tiện lợi. Sử dụng xịt dưỡng Mio Skin, chăm sóc và nuôi dưỡng da chuyên sâu, tái tạo phục hồi da nhờ công nghệ tế bào gốc, tinh giảm hoàn toàn các bước dưỡng da cầu kỳ chỉ với một thao tác xịt. Thay thế các bước dưỡng da cho những người bận rộn, giảm bớt gánh nặng trong việc chăm sóc và lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da. Mio Skin là một sản phẩm mà nó vượt xa so với một cái dòng xịt khoáng mà chúng tôi yêu cầu. Sản phẩm mang tính ưu việt cũng như là đảm bảo về độ an toàn. Nó đảm bảo được cái yêu cầu của chị em hiện nay về sử dụng mỹ phẩm, đó là nhanh, gọn nhưng vẫn đảm bảo được tính hiệu quả và an toàn. Chính vì thế mà chúng tôi quyết định là đưa dòng Mio Skin vào trong liệu trình để mà chăm sóc da cho các quý khách tại spa. Hiện tại thì BB Spa chúng tôi đón nhận được nhiều sự quan tâm của quý khách hàng đến tìm hiểu và mua sản phẩm. Chúng tôi rất là hài lòng về các kết quả mà Mio Skin đem lại. Xịt dưỡng tế bào gốc ra đời dựa trên nhu cầu và tâm lý của khách hàng trong việc lựa chọn và sử dụng mỹ phẩm, mang đến dòng sản phẩm an toàn, tiện lợi cho người sử dụng. Sản phẩm không đơn thuần là một sản phẩm xịt dưỡng thông thường. Với những công dụng vượt trội, xịt dưỡng còn mang lại cho người sử dụng một làn da mịn màng, trắng sáng, đầy sức sống. Xịt dưỡng tế bào gốc Mio Skin luôn tự tin mang đến cho khách hàng dòng sản phẩm phù hợp, an toàn, chiếm được lòng tin của tất cả người tiêu dùng. Vâng thưa chuyên gia, sau khi mà xem qua đoạn video vừa rồi thì không biết là chuyên gia có đánh giá như thế nào về dòng sản phẩm xịt dưỡng tế bào gốc Mio Skin này ạ? Trước hết là tôi nghĩ cái sản phẩm này trước hết là nó rất là tiện dụng, vì chúng ta chỉ cần sử dụng một bước thôi thì nó cũng phù hợp là với các cái bạn trẻ với cái nhịp sống rất là năng động, không có thời gian để mà chăm sóc bản thân nhiều. Cái thứ hai thì tôi thấy có một cái ưu điểm rất là hay là nó là một sản phẩm nhưng mà có thể nó sử dụng đối với nhiều tình trạng da, rồi nó cũng có tính năng là để dưỡng ẩm. Thì tôi nghĩ đó là nó một cái sản phẩm mà nó 5 trong 1 như vậy thì nó có thể nó phù hợp với cái làn da của chúng ta, phù hợp với các bạn mà có những cái tình trạng da khác nhau. Cái nữa là cái thành phần của nó là
tế bào gốc từ thiên nhiên, thì tôi nghĩ đó là những cái thành phần mà rất tốt cho cái làn da của chúng ta. Thưa chị Trúc Quỳnh, hiện nay thì chúng ta cũng biết là trên thị trường có rất là nhiều cái sản phẩm chăm sóc về làn da hiệu quả. Vậy thì thương hiệu Miokins của chúng ta sẽ dựa vào những cái tiêu chí nào để có thể chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của quý khán giả? Trong cái bối cảnh mà hiện nay thì xã hội bận rộn và các chị em mình cũng không có nhiều thời gian để mình có thể chăm sóc da, thì mình tin rằng là với cái nguồn gốc rõ ràng, rồi những cái tinh chất mà về tế bào gốc cũng như là DNA cáo hồi gọi là tính chất rất là quý hiếm, đặc biệt với những cái tính năng mà 5 trong 1 mà có thể giải quyết được các cái bước dưỡng da cần thiết, sẽ làm cho cái dòng sản phẩm xịt dưỡng này là một cái sản phẩm tối ưu dành cho các chị em tin dùng. Xin được cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ rất là bổ ích ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị khán giả, hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng đã có cho mình những kiến thức về việc chăm sóc làn da và lựa chọn được những phương pháp phù hợp. Bên cạnh đó, đặc biệt hơn là chúng ta lựa chọn được những sản phẩm vừa phù hợp với mình và vừa tiện dụng cho bản thân. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiêu dùng 24/7 trong những số phát sóng lần sau.